Thưa quý vị, sau khi thành phố Đà Nẵng bắt đầu thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị từ ngày 1 tháng 7 đến nay, hoạt động của bộ máy các cấp từ thành phố đến quận phường được vận hành thuận lợi, nâng cao hiệu quả hành chính công và nhận được sự phản hồi tích cực của người dân. Phát huy vai trò chủ động, trách nhiệm sáng tạo của Ủy ban Nhân dân các cấp, rút ngắn các thủ tục hành chính, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương nói riêng, góp phần vào sự phát triển của thành phố nói chung. Đây là những quả ngọt đầu tiên sau khi các quận phường trên địa bàn hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy, không còn tổ chức hội đồng nhân dân như trước đây. Sau khi có chủ trương mới mà công chức tư pháp, hộ tịch trực tiếp kiểm tra hồ sơ giấy tờ sau đó ký để trả lại cho công dân thì tôi thấy rất là nhanh, rất hợp lý và cán bộ người ta rất là niềm nở, phục vụ nhân dân tận tình, bản thân là thấy rất là tuyệt vời. Đối với Ủy ban Nhân dân thì cái việc hoạt động theo cái chế độ trưởng thì có cái linh hoạt hơn, chủ động hơn trong việc giải quyết những cái vấn đề, những cái thủ tục hành chính liên quan tới người dân. Đồng thời với cái chế độ thủ trưởng này cũng sẽ chịu trách nhiệm, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước cơ quan hành chính cấp trên tại Ủy ban Nhân dân quận trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình. Để tiếp tục phát huy hiệu quả đem lại từ mô hình chính quyền đô thị, Hội đồng Nhân dân thành phố mới đây đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra, giám sát tình hình việc thực hiện thí điểm. Trong đó, yêu cầu đặt ra chính là cần thực hiện nghiêm quy chế làm việc, nhưng cần nghiên cứu linh hoạt về phương thức, con người trong tổ chức các hoạt động để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ, đồng thời đảm bảo tính đảng trong việc thực hiện mô hình chính quyền đô thị. Bây giờ cơ chế thủ trưởng rồi, nhưng mà không được bỏ quên cái nguyên tắc tập trung dân chủ trong cái hoạt động của chính quyền đô thị. Đối thoại với nhân dân phải tổ chức cho đúng quy định của pháp luật, rồi cái phương thức tập hợp ý kiến nhân dân phải hết sức chú ý, đa dạng, linh hoạt, chứ không có hội đồng dân phường rồi cử tri người ta không biết phản ánh ý kiến vào đâu, mình không tổ chức đa dạng cái hình thức này thì rất là khó. Tuy nhiên, việc thí điểm mô hình chính quyền đô thị vẫn còn một số vướng mắc, nhất là khi phát sinh nhiệm vụ mới, Ủy ban Nhân dân quận phường không chủ động được kinh phí, phải chờ kinh phí bổ sung từ thành phố, nên không phát huy khả năng tự chủ trong thực hiện nhiệm vụ của năm. Đồng thời hiện nay, chưa có các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn cụ thể ở các lĩnh vực tài chính, ngân sách và đầu tư công, nên gây khó khăn cho quận phường trong việc thực hiện. Chế độ chính sách đối với đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách tại phường xã cũng chưa được quan tâm đúng mức. Đây cũng chính là những thách thức đặt ra cho Đà Nẵng để thí điểm thành công mô hình chính quyền đô thị, hướng đến xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ.